Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay ngày đầu tháng 4, 1 tháng 4 thì nhân cái lúc mà đọc được cái bài trên trên tin tin nhanh chứng khoán ha, về bằng vấn đề là cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư có vui hay không, cũng như là cái vấn đề đọc được một cái bài về cổ tức ngân hàng năm nay sẽ chủ yếu là bằng cổ phiếu ha. Và cùng với đó thì có một số bạn là có nhắn tin hỏi mình là không có rõ về cái cổ tức là gì, hoặc là cái vấn đề về chốt quyền rồi chia cổ tức như thế nào ha, nó khác gì so với cái chốt quyền đi họp cổ đông đấy. Có khá nhiều bạn nhắn tin đây ha, là họ họ chốt quyền để đại hội cổ đông trước, nhưng mà nhiều bạn thì cứ nghĩ đó là cái quyền để được nhận cổ tức, cho nên là cứ nhắn tin hỏi là sao em thấy chốt quyền rồi mà thấy ghi là quyền đã về mà em chẳng thấy cổ tức đâu, em đang nắm cổ phiếu của nó mà chẳng thấy tiền đâu, cũng chẳng thấy cổ phiếu đâu là sao đó. Thì các bạn đang đang không phân biệt được là cái chốt quyền để đi họp cổ đông cũng như là cái chốt quyền cổ tức nó giống và nó khác nhau như thế nào, rồi rồi cái vấn đề chi trả cổ tức như thế nào, rồi làm sao để được nhận, cũng có rất nhiều bạn hỏi như vậy ha. Kể cả trên kênh YouTube của mình cũng có khá nhiều bạn hỏi là làm thế nào để được nhận cổ tức, hay là mua nắm giữ như thế nào để được nhận đó. Thì cũng chính vì lý do đó thì cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái nội dung là cổ tức và những cái vấn đề cần lưu ý liên quan đến vấn đề mua cổ phiếu để nhận cổ tức, để các bạn có thể là quan tâm ha. Những bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể là nắm bắt hơn. Trước khi vào nội dung chính thì những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và khi nhấn đăng ký thì các bạn click với cái quả chuông ở bên cạnh để mỗi lần mình up video thì nó sẽ tự động gửi email cho các bạn. Thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được tiếp cận video. Và khi xem video xong thì các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc, những cái chia sẻ hoặc là những cái vấn đề gì mà cần hỏi á, cần trao đổi với mình thì các bạn có thể comment ở phía dưới video thì mình sẽ tranh thủ mình tương tác, mình trả lời với các bạn ha. Còn ở Facebook thì thật ra là cũng cũng có khá nhiều bạn đây, chúng ta thấy Facebook của mình thì cũng có, mình cũng đăng lên, nhưng mà cũng có khá nhiều bạn kết bạn mình, nhưng mà thực chất là nó không có bạn chung, cho nên nhiều khi mình không 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 có rõ ha. Thường là mình có nhắn là nếu bạn nào nhắn tin kết bạn Facebook với mình thì nhắn cho mình một cái tin, nó ở phần tin nhắn đang chờ đây cũng được này. Phần tin nhắn đang chờ đây này thì các bạn nhắn một tin là mình để mình biết, chứ còn còn thực tế là vô cái danh sách như thế này không có bạn chung thì thường là mình sẽ từ chối ha. Đó, tại vì vì danh sách của mình thì nó cũng chắc sắp được 5.000 rồi sao ấy, nó cũng sắp đầy rồi ha. Thì mình chia sẻ như vậy thôi, còn nếu nếu bạn nào nhắn tin thì mình cũng có thể nhắn lại thôi, không cần kết bạn cũng được, không sao cả, thì mình sẽ sẵn sàng mình chia sẻ với các bạn. Đó thì một số ý chia sẻ trước khi chúng ta vào cái nội dung chính. Thì trước hết là về cái tổng quan thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta hôm nay đóng nến với một cây nến tăng ha, tăng khoảng 7,7 điểm ha, tăng khoảng 7,7 điểm. Tuy nhiên là cái chúng ta thấy là cái khối lượng giao dịch thì nó cũng chưa nhiều ha, chúng ta thấy là khối khối lượng giao dịch thì nó chưa nhiều. Để chúng ta xem lại cái đây, chúng ta thấy khối lượng giao dịch này tăng 7,7 điểm, tương đương với 0,79% ha, số 0,79 rất đẹp. Tuy nhiên là khối lượng giao dịch hôm nay nó khoảng 136 triệu cổ ha. Nó cao hơn ngày hôm qua, nó cao hơn khoảng khoảng 3 phiên gần đây ha. 3 phiên gần đây, tuy nhiên là ba phiên gần đây thì cái khối lượng nó thấp hơn trong cái phiên ngày hôm nay ha. Các bạn tuy nhiên cái phiên cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay thì nó lại thấp hơn cái phiên ngày hôm qua ha. Hôm qua cổ phiếu ít hơn một xíu nhưng mà cái khối lượng cái vốn nó cái số tiền nó nhiều hơn, thì chứng tỏ là cái dòng tiền nó tập trung vào những nhóm cổ phiếu như thế nào là các bạn tự hiểu ha. Đó thì chúng ta thấy là một phiên tăng nhưng mà dòng tiền cũng còn khá yếu ha. Có thể là hôm nay thứ nhất là đầu tháng đầu tuần thì cũng có nhiều người còn đang lưỡng lự hay đang cân nhắc gì đó đại loại vậy ha. Có thể là trong ngày mai cũng sẽ là một phiên tăng tiếp, và chúng tôi cũng đang kỳ vọng là ngày mai thị trường sẽ tăng mạnh ha, để vượt cái vùng MA20 này, vượt khoảng 991 thì nó đóng đóng nến trên đường MA20 thì là đẹp ha, thì là thị trường sẽ có thể là tăng tới cuối tuần. Còn nếu ngày mai mà lên gặp 991 mà điều chỉnh thì nó cũng 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 khá là tiêu cực ha. Thì chúng ta cũng đang cố gắng, thứ nhất là mai thứ nhất là phải tăng lên lên trên 991, nó tầm 993 thì đẹp, 993 đổ lên ha, đóng nến 993 đổ lên, và cái khối lượng giao dịch nó khoảng tầm khoảng tầm 100 khoảng 200 triệu cổ thì là đẹp. Đó, thì thị trường chúng ta mới 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 tăng được. Còn còn đâu thì nó vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là dòng tiền không vào. Thứ hai là nhà đầu tư thì còn đang lưỡng lự và đang lo lắng. Chứ còn chúng ta thực tế chúng ta thấy là thị trường thế giới hôm nay xanh rất là mạnh ha. Thì thế giới tăng tăng rất là cao, Nhật Bản cũng tăng 2%, Hàn Quốc, Hồng Kông thì cũng tăng vài phần trăm. Đó, chúng ta thấy như vậy, nhưng mà chúng ta tăng 0,79% thì nó cũng cũng còn đang rất là lưỡng lự, rất là lo lắng cho cái tình hình chung ha.
thì cá nhân tôi nhận định thì ngày mai thị trường vẫn sẽ tiếp tục tăng để chúng ta có thể là trading ngắn hạn, rồi cố gắng là ai mà đang bị kẹt hàng ở trên vùng trên này này thì cố gắng là trong thị trường hồi thì chúng ta cố gắng hạ cái tỷ trọng margin xuống, chúng ta làm mua bằng tiền mặt thì nó sẽ an toàn hơn. Ở đây chúng ta đọc được một cái bài gọi là cái cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư có vui hay không đấy. Rồi cũng có nói là năm nay ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì thật ra là cái vấn đề về nâng vốn, nâng hạng chuẩn Basel 2 của các ngân hàng, thì các ngân hàng sẽ năm nay sẽ giữ lại cái phần lợi nhuận và nó phát hành cổ phiếu để nó tăng vốn, để nó đáp ứng các cái tiêu chuẩn của Basel 2. Thì cái đấy là rõ rồi ha, phần lớn các ngân hàng sẽ chia bằng cổ tức bằng cổ phiếu. Trước mắt thì chúng ta thấy có thể là hình như có MBB, ngân hàng quân đội ấy, thì sẽ chia cổ tức bằng chốt quyền trong tuần này ha, chia cổ tức bằng tiền là chỉ có 6% thôi, 6% này. Còn có thể bằng cổ phiếu hay không thì chưa biết, nhưng mà phần lớn đa phần các ngân hàng là sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu, CTG, VPBank gì đó thì là nó cũng sẽ chia, ACB cũng vậy, chia bằng cổ phiếu ha. Rồi còn cái mà lợi giữa cổ phiếu hoặc là tiền thì chúng ta thích cái nào hơn ha, thì đây có nhiều bạn thì nói là thích chia bằng tiền hơn, cái gì cũng vậy ha, đồng tiền đi liền khúc ruột mà bằng tiền mặt thì nó vẫn hơn ha. Tiền tiền mặt là vua ha. Đó thì chúng ta cũng cũng lát nữa chúng ta cũng sẽ chia sẻ về cái nội dung này, nên chọn cổ tức bằng cổ phiếu hay là nên chọn cổ tức bằng tiền. Đó, thì một số nội dung chia sẻ với các bạn sơ bộ như vậy. Rồi ở đây chúng ta thấy là cái vấn đề về cổ tức ha, cổ tức thì các bạn lưu ý là cổ tức á, thì nó gọi là, nếu chúng ta phải hiểu cái định nghĩa về cổ tức thì là nó là một cái gọi là cái lợi nhuận, một cái phần thôi, một phần cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp mà họ sẽ chia cho cổ đông, tức là những người nắm giữ cái cổ phần của cái doanh nghiệp đó thì là gọi là cổ tức. Tức là cái phần này á, thì nó là cái gì, thứ nhất nó là lợi nhuận, mà lợi nhuận sau thuế, hay các bạn sau khi nó phải họ làm các cái nghĩa vụ đóng thuế này kia cho nhà nước thì nó là còn dư ra một cái khoản lợi nhuận. Rồi từ cái khoản lợi nhuận đó thì nó sẽ trích một phần tiền để nó tái đầu tư, tái sản xuất vào cái dây chuyền hoặc vào cái doanh nghiệp của nó. Rồi nó trích lập các cái quỹ, trích lập các cái quỹ dự phòng về rủi ro, rồi các cái quỹ khác ha. Rồi cũng một phần là nó sẽ giữ lại nó để làm gọi là làm quỹ của doanh nghiệp cũng được. Và phần còn lại thì phần phần lớn thì có thể là, hoặc là bao nhiêu phần trăm đó thì đấy là tùy đại hội cổ đông của công ty thông qua ha. Thì nó sẽ chia, nó sẽ tính thành cổ tức và nó trả cho cổ đông đang nắm giữ cổ phần. Thì cái việc mà trả cổ tức này thì hàng năm nó được xác định theo theo cái gọi là cái đại hội cổ đông thường niên. Thì như chúng ta thấy là cái thời gian gần này ha, gần tháng 4, cuối tháng 3, đầu tháng 4 này rất nhiều doanh nghiệp tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên để thông báo cáo cái kết quả hoạt động của năm 2018 đó. Rồi cái kế hoạch phân chia lợi nhuận như thế nào, cũng như là phương hướng hoạt động cho năm 2019, cũng như là dự thảo cái kế hoạch phân chia lợi nhuận của năm 2019 để cho cổ đông người ta nắm, và cũng là định hướng phát triển của doanh nghiệp, thì người ta thông qua đó người ta cũng biết được là cái doanh nghiệp nó hoạt động như thế nào. Đó thì chúng ta cũng mới thấy hiểu là cổ tức là như vậy ha. Thì thường á, thì chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu thì chúng ta có hai cái nguồn. À, nếu nếu thường ví dụ như các bạn hay như một số bạn nói là chơi đầu tư tiền ảo chẳng hạn, thì các bạn chỉ ăn về cái chênh lệch giá thôi, mua thấp bán cao vậy thôi, còn các bạn không có cổ tức đó. Hoặc là chúng ta đầu tư vàng chẳng hạn đó, cũng vậy, các bạn không không có cái phần gọi là phần phần lợi tức nó sinh ra. Ví dụ các bạn mua vàng thì các bạn mua vô ví dụ 3 triệu, các bạn bán ra 3 triệu mốt thì nó lời 100 ngàn một chỉ chẳng hạn, ví dụ vậy. Hoặc là các bạn mua đất cũng vậy, nó không, nó chỉ có là ăn về cái chênh lệch giá thôi, nó không có thêm cái phần lợi tức. Còn chúng ta đầu tư vào cổ phần của doanh nghiệp thì chúng ta có thêm một cái nữa là ngoài cái chênh lệch giá mua bán chúng ta kỳ vọng thì chúng ta có thêm phần cổ tức. Thì cái cổ tức là gì thì nãy mình chia sẻ rồi đúng không? Vậy thì cổ tức nó có mấy loại? Các bạn lưu ý là cổ tức thì nó thường là nó có 3 loại. Thứ nhất là cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng tiền mặt. Thứ hai là cổ tức bằng cổ phiếu, và cái thứ ba thì nó gọi là cổ tức bằng cổ phiếu thưởng á, nó gọi là cổ phiếu thưởng nhưng thực chất nó cũng là cổ phiếu thôi. Thì cái tên gọi nó khác thôi nhưng thực chất thì nó lại là cổ phiếu. Đó, thì với cổ tức bằng tiền mặt thì các bạn biết rằng khi mà nó khác cổ tức bằng 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 bằng, bằng cổ phiếu như thế nào. Thứ nhất bằng tiền mặt thì là nó cái dòng tiền, tức là cái đồng tiền lợi nhuận thì nó không còn là của doanh nghiệp nữa mà nó được chia đều cho cổ đông.
À, chia đều cho các cổ đông sở hữu cổ phần. Còn đối với cái cổ tức bằng cổ phiếu thì là nó cái dòng tiền nó không ra khỏi doanh nghiệp, tức là cái tiền lời á, nó không không có ra, nó không ra khỏi doanh nghiệp mà nó vẫn nằm trong doanh nghiệp, và nó được gọi là nó được nhập vào cái gọi là vốn chủ sở hữu, tức là nó tăng vốn. À, các bạn tìm những cái cổ phiếu nào mà nó tăng vốn nhiều lần ha, bằng cách chia thêm cổ phiếu á, thì là nó tăng vốn lên, thì cái vốn chủ sở hữu nó tăng lên đó. Thì chúng ta phân biệt như vậy, và khi tổ chức bằng tiền thì họ doanh nghiệp nó phải thực sự mạnh ha. Các bạn lưu ý là nếu mà để mà trả cổ tức bằng tiền thì doanh nghiệp làm ăn phải thực sự làm ăn có lãi ha, và dòng tiền phải thật mạnh thì họ mới trả bằng cổ tức bằng tiền. Còn không là nếu mà những hoặc là những doanh nghiệp mà họ muốn mở rộng sản xuất rồi có thêm nguồn tiền để tái đầu tư, tái sản xuất rồi để mở rộng quy mô gì đó đại loại vậy, thì họ sẽ phát hành cổ phiếu để họ tăng vốn lên, và tăng vốn chủ sở hữu lên, họ lấy tiền họ làm việc khác. Còn cái vấn đề mà cũng sẽ có những trường hợp mà chúng ta thấy là người có nhiều doanh nghiệp đó, họ làm ăn thật thực thực sự là không tốt ha. Họ thực sự họ làm ăn không tốt thì họ có thể là đi vay nợ để họ trả cổ tức cho nó, giống như là để trấn an hoặc là động viên nhà đầu tư, thì họ nhiều khi là dòng tiền của họ không có, không tốt lắm đó, rồi họ đi vay tiền ngân hàng để họ họ trả cho nhà đầu tư. Thì cái này chúng ta nhận biết như thế nào ha, thì lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ đó. Rồi nếu mà để đầu tư mà nhận cổ tức thì như thế nào, thì thứ nhất là phải chọn những cái doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt. Nền tảng cơ bản tốt ở đây tức là khi mà các bạn nhận, tức là cái ngày mà các bạn nhận cổ tức á, thì nhận chốt quyền á, thì cái thị giá của cổ phiếu nó sẽ điều chỉnh ha. Ví dụ cổ tức bằng tiền, nên tôi đang nói về cổ tức bằng tiền cho nó dễ hiểu, kể cả bằng cổ phiếu cũng vậy, thì cái giá, cái thị giá trên thị trường nó sẽ điều chỉnh. Thì nếu mà doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp mạnh á, thì ngay kể cả cái ngày đó hoặc 1 2 ngày sau thì cái thị giá của nó lập tức quay trở lại cái mức cũ, tức là vào ngày giao dịch không hưởng quyền thì nó sẽ điều chỉnh giá để nó đảm bảo là không thay đổi về cái thị giá của không không thay đổi về giá trị sổ sách, cũng như là cái là vốn hóa thị trường ha. Tuy nhiên là cái nếu doanh nghiệp mạnh á, thì chúng ta thấy là cái thị giá của nó sẽ điều chỉnh về hoặc là nó tăng rất là nhanh. Ở đây mình có thể là mình ví dụ ha, mình ví dụ cho các bạn một 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 cổ phiếu ha, để các bạn có thể hình dung ra nó mạnh thì là cái vấn đề mà nó tăng lại như thế nào. Ví dụ ở đây mình ví dụ thôi ha, chứ mà mình khuyến khích các bạn mua, còn các bạn mua cũng không ảnh hưởng gì đến mình hết ha. Cá nhân mình thì mình cũng nắm giữ lâu rồi, cho nên đây ha, các bạn để ý cái cổ phiếu NT2 này chẳng hạn. Ngày gần nhất thôi, ngày 27 tháng 12 năm 2018 nó cổ tức bằng tiền 9%. Rồi ngày 20 tháng 9 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Tức là ví dụ như 9% này thì vào ngày 27 tháng 12 này nó chốt quyền thì thị giá nó sẽ điều chỉnh mất 900 đồng. Thì mình còn nhớ nhớ rõ là ngay ngày hôm đó thì cái cổ phiếu này nó tăng tới 1.000 mấy ha, thì nó vẫn tăng bình thường, coi như là nó coi như chưa trả luôn, chưa hề, giống như nhiều người nói là chưa hề có một cái cuộc chia ly nào ha. Đây chúng ta quay nhớ ngày 27 tháng 12 ha, chúng ta coi cái dữ liệu lịch sử. Đó, dữ liệu lịch sử ngày 25, 26. Đây, giá như thế này. Điều chỉnh giảm về đây. Đúng không? Giá điều chỉnh là còn 24.85. 24.85 đấy, ngay phiên ngày hôm đó là nó tăng 0.7. Rồi chúng ta quay lại lên ngày này. Rồi, nó giảm lại. Đó, nhưng mà một thời gian sau đây các bạn thấy vài phiên ngày hôm sau thôi, tăng 0.1, 0.7. Tức là nếu nếu tính về 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 giá thì nó giảm mất 0.9 đúng không? Nó trả 9% và không mất 0.9. Nhưng mà nó tăng vài phiên thôi, nó tăng vài phiên nó lại lên 25.9 rồi. Đó, thực tế nó có 24 chấm mấy thôi, nhưng mà nó lại lên 25.9. Đó, và nó tăng tăng suốt từ giờ ấy đến giờ. Tức là nếu bạn nào nhận thì coi như không mất gì. Ha, đó, các bạn lưu ý đấy, ví dụ như mình so sánh như vậy là những cái cổ phiếu mạnh thì khi chúng ta nhận cổ tức thì ngay lập tức nó điều chỉnh. Còn cũng có những nhiều doanh nghiệp thì khi các bạn lưu ý là họ tung cái tin trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng tiền gì đó, ha, nhưng mà chúng ta ồ ạt chúng ta mua, mua để chúng ta nhận cổ tức ha, thì nó sẽ đẩy cái thị giá cổ phiếu lên, và ngay sau khi mà người ta mua để người ta hưởng cổ tức xong rồi thì người ta bắt đầu ồ ạt người ta bán ra, thì sẽ đẩy cái giá cổ phiếu nó xuống thấp ha, nó sẽ xuống thấp đó, thì nó sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Rồi ví dụ như là các cái
vấn đề mà nó trả cổ tức bằng cổ phiếu ha, thì nó có bị điều chỉnh hay không. Tất nhiên là khi trả cổ tức bằng cổ phiếu thì chúng ta biết là nó vẫn sẽ bị điều chỉnh ha, dòng tiền nó vẫn không thay đổi ha, và cái vốn hóa của doanh nghiệp không thay đổi, thì nó cũng sẽ chia, ví dụ như là chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm, nó chia cổ phiếu tỷ lệ 1:1 chẳng hạn, thì giá ngày ngày giao dịch không hưởng quyền nó cũng sẽ điều chỉnh. Nó thì làm cách nào để cho nó tăng giá trở lại, chứ nếu không là cái số lượng cổ phiếu nó bị pha loãng ha, các bạn lưu ý như vậy. Đó, rồi cái vấn đề mà chúng ta xem là để biết là, ví dụ như tôi nói là có nhiều doanh nghiệp họ không có trả cổ tức, thì rõ ràng là chúng ta có thể là coi như là họ làm ăn không có lãi đi, thì họ không trả cổ tức thì đúng, cũng không không sao cả ha, không sao cả. Nhưng mà có những doanh nghiệp họ làm ăn không tốt thật, và cái dòng tiền họ không tốt, nhưng mà họ đi vay nợ để họ trả, họ trả cổ tức cho các cho cổ đông để họ trấn an thôi, thì làm sao chúng ta biết được. Thì cái này chỉ có nhìn vào báo cáo tài chính của họ thì chúng ta mới có thể là biết được. Ở đây mình mở cho các bạn xem ha, cái báo cáo đây, ví dụ như là soi vào chỗ nào. Ở đây chúng ta soi vào hai vấn đề thôi đó. Nếu một cái doanh nghiệp như thế này thì cái lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của họ là 6.000 tỷ hay 6.400 tỷ, 6.400 tỷ. Tuy nhiên cái lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ có 5.619 tỷ thôi. Tức là họ đầu tư 6.000 tỷ, 6.400 tỷ mà họ thu về có 5.600 tỷ, tức là họ đang lỗ mất khoảng khoảng 900 tỷ. À, mà họ vẫn chi chi cổ tức cho các bạn thì tiền nó ở đâu ra mà chi? À, thì chúng ta phải lưu ý như vậy. Còn đây ví dụ một cái doanh nghiệp mạnh ha, một doanh nghiệp mạnh thì đây chúng ta thấy là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư, họ đầu tư 800, tức là chúng ta bỏ ra 847 tỷ. Nhưng mà đây tiền chúng ta hoạt động kinh doanh chúng ta thu về 1.784 tỷ, thì nó tương đương gấp đôi ha, một đồng vốn bỏ ra họ thu về 2 đồng lời. Thì cái lúc này họ dư tiền này, chắc chắn họ dư khoảng 800 mấy chục tỷ. Sau khi trừ các loại thuế phí này nọ đi, họ còn dư ra thì họ sẽ chia cho các bạn được, chia cho cổ đông được. Còn còn những ông này mà vẫn cứ chia ha, làm ăn lỗ sặc máu luôn mà vẫn chia, thì tiền đâu chia, chỉ có đi vay thôi. À, chắc chắn đi vay, hoặc là họ 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 có nhiều cái thủ thuật khác để họ có tiền họ trả cho các bạn. Hoặc là có nhiều doanh nghiệp thì họ thông tin là họ sẽ trả, nhưng mà họ cứ hứa, tại vì họ nói là họ xin khất lần, là vì theo luật doanh nghiệp á, là trong sau khi mà chốt quyền trong vòng 6 tháng là phải chi trả bằng tiền mặt, là chi trả cổ phiếu hay là cái gì đó, nói chung là cổ tức là trong vòng 6 tháng phải chi trả cho cổ đông. Tuy nhiên là có nhiều doanh nghiệp họ cứ khất lần. Ở đây chúng ta có thể thấy là có một số doanh nghiệp, không không phải nói của doanh nghiệp nào hết nha. Đây ví dụ như là SDA này, số cổ tức là một, nó chi cổ tức là 1.100 đồng, ngày chốt quyền là 14 tháng 3, nhưng mà ngày nó điều chỉnh, nó hứa đi hứa lại đến đến năm 2018 nó mới trả, ngày 28 tháng 12 năm 2018 mới trả. Hoặc là S96 này, đó, cổ tức là 2.000, chốt từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 và đến ngày 31 tháng 2 năm 2018 mới trả. Đó, SD6 này 1.000, chốt ngày 23 tháng 4 năm 2018, đó, mà khất đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Đó, rồi ông VRC VCR này 1.500 từ ngày 29 tháng 12, nhưng mà đến ngày 29 tháng 9 năm 2019. À, theo luật là 6 tháng sau là các bạn phải trả, nhưng mà cứ khất lần hứa đi hứa lại. Đó, rồi SGS này, PL này, đó. Hoặc là ví dụ như gần đây nhất ha, tôi những cái nội dung tôi chia sẻ thì các bạn chỉ tham khảo thôi ha, chứ còn không phải là mình cố tình mình nói xấu hay là mình bêu rếu một cái doanh nghiệp nào ha, mình chia sẻ để mọi người biết. Ví dụ gần đây nhất chúng ta thấy cổ phiếu của công ty Cường Thuận này, họ cũng bị nhắc nhở về vấn đề mà chậm. Đây, nhắc nhở chậm công bố ngày chi trả cổ tức này. Rồi CT thay đổi thời gian trả cổ tức đợt cuối năm 2017. À, các bạn nhớ năm nay sang năm 2019 rồi, mà cổ tức đợt cuối năm 2017, tức là họ lại thay đổi cái thời gian, tức là họ không sắp, họ nói cái lý do của họ là chưa thu xếp được nguồn tiền để họ trả cho cổ đông. Đấy, thì chúng ta cũng có thể là xem được là cái vấn đề là doanh nghiệp nó làm ăn nó như thế nào, nó có lãi hay không, mà nó đi vay thì chúng ta tránh những cái doanh nghiệp đó ra ha. Nhiều khi là họ lấy cái sự hào nhoáng bên bên ngoài thôi, chúng ta không biết thì chúng ta lại mua vào đó. Rồi cái nội dung tiếp theo là chúng ta thấy là cái vấn đề giống như nãy mình chia sẻ là trả cổ tức thì bằng bằng chúng ta thường là chúng ta thích nhận tiền mặt hơn hay là thích nhận cổ phiếu hơn, thì hầu hết chúng ta đều thích bằng 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 tiền mặt. Bằng tiền mặt thì giống như lúc nãy tôi nói rồi đó, thì nếu mà tiền mặt nhiều trả cổ tức cao là cái nguồn tiền của nó mạnh, cái nguồn tiền của nó mạnh đó thì nó mới trả được, và kinh doanh nó phải có lời nó mới trả, chứ còn nếu không mà đi vay nợ mà trả thì chết rồi ha, thì chắc chắn không không ai ai
làm như vậy. Tuy nhiên á, chúng ta cũng lưu ý là doanh nghiệp nó trả cổ tức bằng cổ phiếu, giống như lúc nãy tôi nói, thì nó cũng có cái lý của nó. Nếu các bạn theo dõi trong báo cáo tài chính mọi thứ, hoặc là cái quy mô nó còn khả năng mở rộng thì nó sẽ chia bằng cổ phiếu, thì chúng ta vẫn chấp nhận ha, vẫn chấp nhận, tại vì nó còn khả năng mở rộng ha. Còn cũng có những cái doanh nghiệp, có rất nhiều doanh nghiệp ha, rất nhiều doanh nghiệp trên thị trường chúng ta để ý là nó chi trả cổ tức rất là cao, là cao lắm, nhiều khi thị giá của nó thì có 1-2 nghìn thôi mà nó trả tới 10 nghìn, 8-9-10 nghìn cổ phiếu đó. Thì các bạn phải lưu ý như vậy. Thì là tại sao lại như vậy? Bởi vì thứ nhất là cái mức cổ tức cao, tức là dòng tiền nó nhiều. Tuy nhiên là cái tiền tiền lợi tức nhiều á, nhưng mà doanh nghiệp không còn khả năng cạnh tranh nữa, không mở rộng được nữa, không còn tăng trưởng nữa. Nói chung là cái thị phần, cái lĩnh vực, hoặc là cái nguồn hàng mà họ kinh doanh hay là họ sản xuất đó, thì nó không mở rộng. Ví dụ năm nay, ví dụ về khai thác chẳng hạn ha, họ khai thác được 100 tấn than thì năm sau cũng là 100 tấn chứ không khai thác nhiều hơn, ví dụ vậy đó. Hoặc là chúng ta buôn bán thì hôm nay bán được 1.000 tấn hàng thì năm sau cũng 1.000 tấn hàng, năm sau nữa 1.000 tấn hàng, thì cái tiền đó chúng ta đâu cần mở rộng, đâu cần làm gì đâu, đâu cần mở rộng thị trường đâu. Năm nay chúng ta bán ở Việt Nam, năm sau cũng vẫn ở Việt Nam thì thôi, đâu có cần mở rộng ra nước ngoài hay gì, thì chúng ta giữ tiền làm gì, thì người ta sẽ dùng tiền đó người ta chi hết cho cổ đông đó. Thì các bạn cũng lưu ý một số doanh nghiệp mà trả rất mạnh đều theo hàng năm nhưng mà nó không giữ lại tiền làm gì thì có tốt hay không. Thứ nhất là có thể là nếu mà nó ổn ha, cái doanh nghiệp đó mà nó tăng trưởng bền vững như vậy ha, nó tức là cái mức độ của nó bền vững thì chúng ta vẫn có thể hưởng được, nếu mà nó cổ tức cổ phiếu nó cao, cái thị phần nó cao ha đó, thì họ không giữ lại, họ chia hết cho mọi người đó, mà thì chúng ta cũng biết là doanh nghiệp không thể mở rộng nữa. Còn nếu mà nó trả bằng cổ phiếu thì nó cái doanh nghiệp đó thì còn ha, còn tiềm năng để phát triển. Rồi thì như vậy thì chúng ta nói là cái tiếp theo là cái tỷ lệ họ chia như thế nào thì là coi như là an toàn, nó an toàn. Bởi vì chúng ta thấy là ngoài cái vấn đề mà họ nhận cổ tức thì chúng ta thấy là cái nguồn tiền mà họ giữ lại thì họ cũng phải đầu tư cho mua sắm, cho hoạt động của doanh nghiệp, rồi máy móc, rồi trả lương, rồi rất nhiều vấn đề khác nữa đó. Thì tỷ lệ như thế nào trong cái nguồn lợi ấy, giống như nãy tôi nói là cái lợi nhuận sau thuế đó, thì giờ họ chia như thế nào, chia cổ tức như thế nào, cái tỷ lệ như thế nào cho nó hợp lý, ngoài cái phần tái đầu tư, ngoài cái việc trích lập các cái quỹ dự phòng rủi ro, hoặc là ngoài cái phần giữ lại làm quỹ, hoặc là trả cho hội đồng quản trị hay gì đó, thì đại loại vậy, thì cái tỷ lệ là bao nhiêu là hợp lý. Thì trong cái clip hôm trước ấy, thì mình cũng có chia sẻ là về các cái viên vấn đề mà chúng ta đọc dữ liệu trên này thì thường là các bạn để ý là cái tỷ lệ đây, cái ROE này, cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu á, thì nó tầm khoảng 20, trên 20% thì là tốt. Tức là nếu các bạn xu thế nào mà đầu tư những cổ phiếu mà nó gọi là có mức cổ tức cao ha, mà doanh nghiệp tăng trưởng bền vững á, thì chúng ta lưu ý là cái mức ROE của nó phải trên 20, trên 20% thì là nó tốt. Đây, ví dụ như NT2. Đây mình công khai luôn ha, con NT2 là mình cũng đang giữ ha, và cái lệ trả cổ tức khá là cao. Đây thì các bạn sẽ thấy ROE của nó cũng khá là cao, 16%. Đây, những năm trước này các bạn thấy 37% này, 23% này, 22% này, năm 27, năm 28 này cũng khá là cao, nhưng mà nó chưa cập nhật lên đây ha. Có thể là nó hơi chậm ha. Thì chúng ta có thể là tìm kiếm một số các cái cổ phiếu nào mà nó trả cái mức trả cổ tức của nó cao, thì các bạn cũng có thể nắm giữ được ha, theo cái trường phái mà nắm giữ cổ phiếu để nhận cổ tức. Đấy, ông này trả cũng cao, không biết ROE là bao nhiêu. ROE của nó tới 32, đây các bạn thấy đó. Thì đó các bạn, nếu tức là cái tỷ lệ của nó là khoảng trên 20% là hợp lý ha, 20% là hợp lý đó, đối với một cái doanh nghiệp đó. Rồi thì đó là những cái chung nhất về vấn đề mà cổ phiếu ha, cổ phiếu rồi cổ tức đó. Vậy thì làm như thế nào ha, với nhà đầu tư làm như thế nào để nhận được cổ tức, cái này mới khó này. Có thể những cái nội dung nãy giờ mình chia sẻ thì nhiều người cũng biết rồi đó, nhiều người biết là thì cổ tức là như vậy rồi, mua những doanh nghiệp trả cổ tức cao thì cũng rõ luôn, rất nhiều người biết cái đó, nhưng mà nhiều khi làm thế nào, mua thời điểm nào để nhận được cổ tức. Thì thường các bạn lưu ý là cổ tức khi mà họ trả, thì thứ nhất là các bạn lưu ý là khi trả cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu gì, thứ nhất là cái thị giá nó đều bị điều chỉnh,
À, các bạn nhớ thị giá đều điều chỉnh để nó đảm bảo cái ở đây là cái thứ nhất là cái giá trị sổ sách này, cái vốn hóa thị trường nó không thay đổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ sẽ trả không phải ngay ngày hôm đó mà thường nó sẽ là ít nhất là 1 tháng, 2 3 tháng, 4 5 tháng gì đó. Nó tức là sao? Tức là cái dòng tiền hoặc là cái nguồn vốn của các bạn nó sẽ bị, nó giống như nó sẽ bị chôn vốn. Đặc biệt là những bạn theo trường phái đầu tư cổ tức là chọn công ty có mức có lịch sử trả cổ tức cao, là mua xong để đó là từ năm này sang năm khác, hoặc là để đó rất lâu ha, nó lên xuống thì không cần biết. Nhưng mà như vậy thì nhiều nhiều người theo trường phái mà lướt sóng thì họ lại bảo là chôn vốn, không có lời, sao không cứ chờ đến cái ngày mà nó sắp chốt quyền chi cổ tức thì chúng ta mua, thì đó cũng là một giải pháp để nó gọi là nó không bị chôn vốn. Đó, cho nên là cũng có rất nhiều người là cứ thấy ví dụ như là nó sắp tới giao dịch không hưởng quyền cổ tức thì canh mua vô, xong khi mà nó chốt quyền xong nó trả cổ tức thì bắt đầu rút tiền ra bán đi. Đó thì chính vì lý do đó thì cho nên tôi mới nói là những cái cổ phiếu mạnh á, thì là sau khi chốt quyền thì cái thị giá hoặc là cái giá điều chỉnh, nó điều chỉnh xong thì nó tăng lại như cũ. Còn những cổ phiếu yếu là bị người ta hùa vô, người ta mua xong là người ta bán ra ồ ạt, là giá nó chắc chắn sẽ giảm nó, và nó rất khó lấy lại cái mức cũ. Thì nó cũng có thể là nhiều nhà đầu tư mới người ta không biết, người ta đua, người ta mua theo thì người ta sẽ bị thiệt ha, người ta sẽ bị thiệt đó. Thì là lưu ý như vậy. Cái thứ là cái ngày các bạn lưu ý, cái ý là cái giá nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ bị chôn vốn rất là lâu. Nếu bạn nào muốn lướt sóng hay gì thì cũng không không nên là bởi vì bản chất của khi trả cổ tức thì cái dòng tiền mọi thứ nó không thay đổi ha, vốn hóa thị trường, thị giá giá trị sổ sách không thay đổi, cho nên là các bạn lưu ý như vậy. Chứ nhiều người cứ cứ không hiểu ha. Rồi cái thứ nữa là cái tỷ lệ mà nó chia, tỷ lệ chia cổ tức á, thì là ví dụ như các bạn thấy người ta nói chia cổ tức là 20% thì nó tính ha, nó tính trên mệnh giá của cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu ở thị trường Việt Nam các bạn lưu ý là 10.000 đồng ha, các bạn lưu ý như vậy. Còn cái mà các bạn nhìn thấy ở đây là gọi là thị giá ha. Thị giá tức là giá thị trường á. Còn nó trả cổ tức á, là nó trả theo mệnh giá. Tất cả cổ phiếu dù có 2.000 đồng một cổ phiếu, thị giá cũng có 2.000 đồng hay thị giá 200.000 đồng thì mệnh giá vẫn là 10.000, và trả cổ tức bao nhiêu phần trăm là tính theo cái 10.000 đó. Chứ nhiều bạn lại không biết, là nói là nay mua cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn, thấy thấy nó mấy chục ngàn, hoặc là cổ phiếu gì Vinamilk nó 130 mấy ngàn mà nó trả cổ tức 40%, ôi cha, thì nhân lên thấy thấy lấy 40% của 135 ngàn chẳng hạn, trời, thấy nó to quá trời luôn, cái bu đầu vô mua mà không hiểu là nó chỉ trả cho ví dụ 40 ngàn, nó chỉ trả có 4.000 thôi à, chứ không phải là 40 mấy nghìn giống như là các bạn đang tưởng tượng à, đó. Cho nên là nhiều người lại, thứ nhất là không cân nhắc được cái vấn đề đó. Đó là các bạn lưu ý như vậy, là nó tính theo mệnh giá, cái phần trăm chia là nó tính theo mệnh giá chứ nó không tính theo thị giá. Rồi cái thứ hai nữa là chốt chốt quyền thì mua như thế nào để đạt được, và nên mua lúc nào và nên bán lúc nào, thì lúc nãy mình có chia sẻ rồi đó. À, thì có nhiều người thì chọn là mua để đó luôn để nhận à, hàng năm nhận, còn có những người thì chọn gần đến ngày chốt thì mới 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 mới, mới mua. Đó thì chúng ta cũng lưu ý. Thì ở đây ví dụ như là mình nói ví dụ cái lịch sử đây. À, nó chốt quyền vào ngày 17 tháng 5, các bạn lưu ý ha, làm sao để nhận được cổ tức, là các bạn lưu ý là cái này quan trọng lắm, nhiều bạn không 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 rành không hiểu là sẽ bị mất cái quyền lợi ha. Ví dụ ở đây là ngày chốt quyền của nó là ngày 17 tháng 5 ha, ngày 17 tháng 5 là ngày ngày đăng ký, ngày giao dịch không hưởng quyền á, thì các bạn lưu ý là các bạn mua và nắm giữ cổ phiếu từ ngày 16 tháng 5 trở về trước là các bạn được nhận ha, các bạn lưu ý nhé, mua và nắm giữ nha, chứ không phải là các bạn mua từ ngày bao nhiêu nó rồi các bạn bán lúc nào là không ai biết, này bảo tôi mua lâu rồi mà tôi bán rồi luôn mà sao tôi không được nhận. Các bạn mua và nắm giữ cổ phiếu đến hết ngày 16 tháng 5. Đây ví dụ ngày 17 tháng 5 là ngày chốt, thì các bạn mua và nắm giữ cổ phiếu đến hết ngày 16 tháng 5 là các bạn được nhận, kể cả các bạn mua trong ngày 16 tháng 5 các bạn vẫn được trong danh sách. Còn từ ngày các bạn mua từ ngày 17 tháng 5 trở đi về sau là các bạn không được nhận cái cổ phiếu cổ tức của đợt đó. Đó, chỉ đơn giản như vậy để các bạn rất là dễ xác xác định thôi. Chứ nhiều người lại hỏi là vậy em mua vào ngày 17 có được không? Hay là em tính T3 về thì em phải mua cách đấy là 4 ngày, phải ngày 14 mới được, chứ còn ngày 15 16 không mua được là không được quyền, không được hưởng. Không phải như vậy, các bạn chỉ cần nói là các bạn chỉ quan tâm đến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày nào thì các bạn mua trước ngày hôm đó một ngày là được. Ví dụ ngày 17 thì chúng ta mua vào từ ngày 16, 16 chúng ta mua là được rồi, trước đó thì càng tốt, không vấn đề gì cả. Còn ví dụ đây ngày 28 thì các bạn mua từ ngày 27 đổ về trước là được. Đó, vậy thôi. Ngày mùng 10 tháng 6 thì các bạn mua từ ngày mùng 9 tháng 6 đổ đi về trước là các bạn được. Mua là phải nắm giữ nha, chứ không phải là bảo tôi mua ngày mùng 5 tháng 6 xong đến ngày mùng mùng 9 tháng 6 tôi bán thì là không được. Đây ví dụ vậy, các bạn mua ngày mùng 5 tháng 6
thì đến ngày mùng 9 tháng 6 là cổ phiếu về, các bạn bán đi ha, các bạn bán đi thì là các bạn không được nhận đâu ha. Và cái người nào mua ngày hôm đó thì người đó sẽ được nhận cổ tức nó, thì để cho các bạn hiểu sau này các bạn khỏi khỏi hỏi nữa. Rồi cái thứ hai là có một số bạn hỏi đó, như giống như nãy tôi nói đó, ở đây này, đây mình xin xin phép mình chia sẻ cái này luôn ha. Đây ví dụ các bạn, đây cái loại quyền nó, các bạn kiểm tra cái quyền của các bạn ấy, ở đây quyền của chúng ta là quyền nó ghi này, các bạn lưu ý chỗ này là cái loại quyền này, ví dụ ở đây nó ghi là cổ tức tiền mặt, cổ tức tiền mặt là bao nhiêu đó thì nó sẽ trả là tiền về ha, thì ở trên này nó ghi là tiền trở về. Còn ở đây ví dụ nó ghi cổ tức bằng cổ phiếu thì ở đây chính là chứng khoán trở về đó, còn trạng thái thì nó rõ ràng rồi. Còn ở đây nó ghi là cái quyền của các bạn là quyền họp thường niên ha, các bạn lưu ý như vậy. Đây có nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi là em mua Hòa Phát này, chốt vào ngày 1 tháng 3, em mua lâu mà mua trước ngày 1 tháng 3 luôn, em giữ đến giờ luôn. À, như như thế này, đây thấy tỷ lệ 1:1 đây, tức là em có đang đang có là 500, đang có 500 mà tỷ lệ 1:1 ghi đã về, đáng nhẽ nó phải được 1.000 chứ mà sao không thấy gì. Là các bạn không không hiểu là đây là cái quyền của các bạn là quyền họp cổ đông thường niên thôi. À, còn tại cái cuộc họp này này nó mới chốt phương án là nó sẽ trả cổ tức bao nhiêu, thì nếu các bạn muốn nhận cổ tức của nó thì các bạn phải giữ đến cái ngày mà nó ra thông báo đó. Ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn, nó dự kiến chia cổ tức là 20% bằng cổ phiếu, dự kiến là trong quý quý 2, tức là khoảng trước tháng 6, thì các bạn phải giữ đến cái ngày nào đó mà nó nói không hưởng quyền đó thì các bạn mới được. Còn ví dụ như bạn này thì mời về đây, nó chốt quyền ngày 4 tháng 3 để họp đại hội cổ đông thường niên, thì bạn này là nó chưa họp ha, 26 tháng 4 nó mới họp. Nhưng mà sắp tới thì nó có một cái gọi là nó trả cổ tức, ví dụ MBB là tuần này, trong tuần này hình như cuối tuần này nó chốt quyền để nó trả cổ tức tiền mặt 6%, thì như bạn này giữ đến hết tuần này ha, là bạn ấy được nhận cổ tức là 6% tức là một cổ phiếu thì nhận 600 đồng nó. Rồi sau đó các bạn bán đi ha, các bạn bán đi thì đến ngày này các bạn vẫn được đi họp đại hội cổ đông thường niên bình thường, bởi vì nó chốt quyền từ ngày này và các bạn đã có quyền đây rồi ha, nó chưa thực hiện thôi, tức là đến 26 tháng 4 nó mới đại hội, cho nên là nó chưa có gửi thư mời. Còn như ông Hòa Phát này, ông đại hội rồi nè, ngày 29 tháng 3 này ông đã gửi thư mời, cái chữ đã về này là cái thư mời nó gửi cho các bạn đi họp á, nó đã gửi rồi á, còn nhận được hay không là việc của các bạn ha. Đó thì đó là những cái chia sẻ của mình để cho các bạn là hiểu rõ hơn về vấn đề cổ tức, rồi cổ phiếu thưởng như thế nào và nhận cổ tức như thế nào, rồi làm thế nào được nhận cổ tức. À, mình chia sẻ nó giống như nó sơ bộ thôi, có rất nhiều người thì biết rồi nhưng mà có khá nhiều bạn là mập mờ giữa, thứ nhất là cái ngày giao dịch không hưởng quyền, cái thứ hai là cái loại quyền ha, các bạn mập mờ đấy, quyền dự họp cổ đông thường niên hay là quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu đó, thì các bạn hiểu thêm ha, hiểu thêm về về vấn đề đó nữa để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. Còn cái trường phái các bạn đầu tư mua để nhận cổ tức thì cũng 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 có thể là mua dài hạn cũng được, hoặc là các bạn có thể là mua ngay khi mà nó chốt quyền, trước khi nó chốt quyền để chúng ta nhận cổ tức, sau đó chúng ta bán chúng ta thoát thôi. Thì cơ bản thì tùy các bạn ha, làm sao cũng được. À, mỗi người có một phương pháp, chọn một phương pháp đầu tư khác nhau như thế nào đó cho nó hiệu quả thì thôi. À, rồi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái nội dung của mình. À, nếu thấy hữu ích thì hãy like và share video. Xin cảm ơn.